mọi chuyện bắt đầu khi cuối những thập niên 80 của thế kỷ trước, bạn là một gã khổng lồ về dân số ở châu Á. Vừa mới thoát khỏi ách thống trị của phát xít cùng những rối ren nội bộ chưa lâu. Nhìn vào tương lực, bạn còn quá nghèo nàn lạc hậu. Nhìn ra thế giới, các cường quốc phương Tây chỉ coi bạn như một miếng mồi ngon không hơn không kém. Còn những người anh em xã hội chủ nghĩa mà bạn đã giúp đỡ lại đang vật lộn với con đường của chính họ. Vũ khí duy nhất bạn nắm trong tay là một lực lượng quân đội với quân số áp đảo nhưng không được đào tạo bài bản và đã quá rệu rã. Đó cũng chính là lúc bạn nhận ra bạn thực sự cần thay đổi. Đây là loạt tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Chiến Lang của tài tử Ngô Kinh. Chắc hẳn khi nhìn những hình ảnh này, trong chúng ta phần nào sẽ thấy chân dung người lính đặc nhiệm Trung Quốc được hiện lên rõ nét với sự linh hoạt, văn võ song toàn, bên cạnh một thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Tuy sử dụng rất nhiều kỹ xảo có phần hơi quá đà, nhưng phải công nhận rằng không chỉ trên phim ảnh mà ngoài đời thực, quốc gia tỷ dân này cũng sở hữu một lực lượng đặc nhiệm khét tiếng không kém. Vậy cớ sao mà Trung Quốc quyết định xây dựng lực lượng đặc nhiệm? Liệu nguyên do sâu xa nào đã làm Bắc Kinh phải nhìn nhận lại chính mình? Lịch sử Trung Hoa Đại Lục vốn gắn liền với binh đao khói lửa. Cái chết của 40 triệu người là hệ quả của những cuộc chiến triền miên trong suốt thời Tam Quốc từ năm 220 tới năm 280 sau Công Nguyên. Sang thời kỳ tiền hiện đại, Trung Quốc vẫn kiên quyết áp dụng chiến thuật biển người khi thường xuyên triển khai các đại binh lên tới hàng trăm nghìn binh sĩ. Có lẽ huy động quân chúng là cách tối ưu nhất mà quốc gia tỷ dân có thể làm khi phát động binh đao. Thậm chí sau khi đánh bại Quốc dân Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiện toàn rồi phát triển khái niệm này. Kể từ khi thành lập Giải phóng quân Nhân dân Trung Hoa PLA, chính phủ Bắc Kinh đã gần như dựa hoàn toàn vào đội quân số lượng lớn cùng thiết bị đông đảo để bù đắp cho những thiếu hụt cùng những yếu kém nghiêm trọng trong sản xuất công nghiệp. Với quyền lực trong tay, Mao Trạch Đông đã nỗ lực xây dựng hoàn thiện học thuyết vận động quân chúng hay chiến tranh nhân dân như là một dấu ấn đậm nét của riêng ông và tiếp tục là xu hướng chính thống. Cuộc xung đột năm 1979. Đến đây thì kiến thức quân sự phải nhấn mạnh với các bạn rằng cuộc chiến biên giới Việt-Trung được coi như là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong việc ảnh hưởng tới chiến lược phát triển quân đội của Trung Hoa Đại Lục. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, quân đội Việt Nam đã góp phần làm giới chức lãnh đạo quân sự phía Anh bạn láng giềng phải nhận ra rằng chiến tranh nhân dân hay chiến thuật biển người hoàn toàn không còn phù hợp với chiến trường hiện đại. Họ cần những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, bài bản và được trang bị tối tân. Ngay sau đó, những nỗ lực cải tổ lực lượng vũ trang đã bắt đầu một cách nghiêm túc. Trước đây, mặc dù đã xuất hiện một vài nhóm binh sĩ được tuyển chọn đặc biệt nhằm thực hiện nhiệm vụ thọc sâu, trinh sát phòng tuyến địch từ thời chiến tranh Triều Tiên, nhưng họ lại là các lực lượng tự phát và không được đào tạo bài bản. Một yếu tố khác phải kể tới là sau khi giải phóng thành công đất nước, tình hình chính trị xã hội Trung Hoa ngày càng xuất hiện nhiều diễn biến khó lường. Kết hợp với sự ra đời của hàng loạt các lực lượng đặc nhiệm Mỹ như Navy SEAL năm 1962 hay những đội quân tương tự từ Nga, Anh và Pháp đã ảnh hưởng không nhỏ tới định hướng của Bắc Kinh. Đứng trước tình hình khó khăn đó, năm 1988, Chính phủ Trung Quốc quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm SRF của riêng mình, thường được mọi người gọi với biệt danh Mãnh Long, nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như là trinh sát, phá hoại
giải cứu con tin cũng như chiến đấu chống khủng bố trong bối cảnh an ninh đất nước đang có những dấu hiệu bất ổn. Là viết tắt của Special Operations Forces, SRF China, hay lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc, được huấn luyện chuyên sâu để thực hiện các nhiệm vụ tối mật, đòi hỏi kỹ năng, tầm nhìn, sự khéo léo và đặc biệt là tính bí mật cao. Biệt danh mà người ta biết tới họ là Mãnh Long, có nguồn gốc từ hình ảnh con rồng trong văn hóa phương Đông. Rồng thường được xem như là biểu tượng cho sức mạnh, uy quyền và linh hoạt, đại diện cho tầng lớp quý tộc cùng quyền lực tối thượng. Qua đó nhằm miêu tả lực lượng đặc nhiệm Trung Hoa với sự chuyên nghiệp, mạnh mẽ và đầy gan dạ. Quả là không ngoa khi Trung Hoa đại lục tự tin về lực lượng đặc nhiệm mà mình sở hữu, bởi những người lính trong tổ chức này đều được đào tạo theo tiêu chuẩn cao nhất, trang bị vũ khí, công cụ cũng như trang thiết bị hiện đại nhất. Các thành viên trong lực lượng đặc nhiệm được chọn lọc kỹ càng từ những chiến sĩ tinh nhuệ tới từ toàn quân, và họ phải trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt, bao gồm cả huấn luyện trên đất liền, trên không lẫn trên biển. Nói khắc nghiệt là còn khá nhẹ nhàng, bởi quá trình tuyển chọn không hề đơn giản. Nếu bạn muốn gia nhập lực lượng này, bạn phải là những người giỏi nhất trong những người ưu tú nhất. Việc giỏi võ và sở hữu chỉ số IQ cao được coi như một lợi thế. Sau khi tuyển chọn xong, bạn ngay lập tức sẽ phải trải qua kỳ huấn luyện gắt gao giống với các lực lượng đặc nhiệm khác trên thế giới như SWAT, Alpha hay SHIELD nếu không muốn tụt hậu. Chương trình huấn luyện cụ thể bao gồm hàng loạt nội dung nối tiếp nhau, kéo xà đơn và lên xà kép không dưới 200 lần, thực hiện chống đẩy 100 lần trên phút, nâng tạ tay nặng 35kg không dưới 60 lần trên phút. Chưa dừng lại ở đó, bạn sẽ phải bơi quãng đường 5km với toàn bộ quân trang kèm với khẩu tiểu liên cùng lựu đạn chỉ trong vòng 1 giờ 20 phút. Hành quân cấp tốc hay hàng loạt nội dung phụ trợ như là đặt mìn, xử lý vật liệu nổ, đột kích xâm nhập dưới nước, lặn mà không cần bình dưỡng khí. Nhằm đáp ứng các tiêu chí nhanh, tinh gọn, hiệu quả, học viện thuộc Mãnh Long còn được trang bị kỹ năng lái trực thăng, sử dụng những loại vũ khí hạng nhẹ để sẵn sàng ứng chiến trong bất cứ tình huống nào. Mỗi người lính đều sở hữu các loại súng cá nhân giảm thanh và không khói, thiết bị nổ ngụy trang trong đồ dùng, vật dụng dùng trong sinh hoạt, hàng hóa tiêu dùng, thiết bị nhìn đêm, thiết bị tác chiến điện tử, thiết bị trinh sát vô tuyến điện tử, phát tín hiệu, chỉ mục tiêu và dẫn đường. Vũ khí, khí tài, trang bị, vật tư và các phương tiện ngụy trang được lựa chọn cấp phát cho đặc nhiệm sẽ tùy thuộc vào điều kiện hay khí hậu, địa hình khi thực hiện nhiệm vụ. Một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đó là phải thành thạo võ thuật. Đa số họ đều học võ công Thiếu Lâm Tự. Tuy nhiên, điều khác biệt ở chỗ họ được trang bị kỹ năng thực chiến thay vì biểu diễn như là các cao tăng Thiếu Lâm. Lính đặc nhiệm Trung Quốc chú trọng vào luyện tấn, luyện công cho cơ thể rắn chắc. Ngoài ra, họ còn được truyền thụ một kỹ năng bí truyền của Thiếu Lâm Tự, đó là thuật điểm huyệt. Nếu chấp nhận đứng trong hàng ngũ đặc nhiệm, những người lính hầu như không có thời gian để giải trí, bởi việc phải học thêm võ Thiếu Lâm cùng hàng loạt môn võ khác đã khiến thời gian nghỉ ngơi của họ bị thu hẹp đáng kể. Với quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt cùng thời lượng huấn luyện khắc nghiệt, đặc nhiệm Trung Quốc đang trở thành một lực lượng cực kỳ tinh nhuệ và thiện chiến, có thể sánh ngang với những đội quân hàng đầu thế giới như SAS. Một điểm đáng lưu ý nữa là để đánh vào sâu trong lòng địch, những người lính đặc nhiệm phải học, sử dụng thành thạo ngôn ngữ đối phương, nghiên cứu đặc điểm dân tộc, phong tục tập quán, đặc điểm quân đội, hệ thống bảo vệ sở chỉ huy, các trận địa phòng thủ, trận địa tên lửa đạn đạo hay những mục tiêu quan trọng khác sâu trong lãnh thổ đối phương. Phương tiện chủ yếu để đưa đặc nhiệm vào hậu phương địch là máy bay lên thẳng. Một hình thức khác cũng có thể được đặc nhiệm Trung Quốc sử dụng làm phương tiện vận chuyển và trinh sát là dù bay trang bị các động cơ điện ít tiếng ồn. Sau cùng, quan trọng nhất, hơn cả đào tạo thể lực và kỹ năng chiến đấu là giáo dục tư tưởng. Người lính trong đội đặc nhiệm được đào tạo cũng như liên tục trau dồi bản lĩnh tâm lý. Bên cạnh đó, nhấn mạnh tinh thần phục vụ Tổ quốc cao cả, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trước khi tới với phần tiếp theo, hãy cùng tham gia thử thách mà kiến thức quân sự dành cho các bạn. Lúc trước, chúng ta đã nhắc về lực lượng SRS. Vậy bạn còn nhớ đây là lực lượng đặc nhiệm thuộc Hải quân, Không quân hay Lục quân tới từ quốc gia nào hay không? Đáp án A, đặc nhiệm Không quân Hoàng gia Anh. Đáp án B, đặc nhiệm Mỹ. Và đáp án C, đặc nhiệm Thụy Điển. Tất nhiên rồi, vẫn như lần trước, các bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ. Thời gian đã kết thúc, hãy comment đáp án của mình xuống dưới và cùng chờ đợi đến cuối video để được giải đáp nhé. Tiếp tục với nội dung hôm nay của chúng ta. Trước những yêu cầu đổi mới liên tục của chiến tranh hiện đại cũng như đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Trung Quốc đã tăng quy mô cho lực lượng đặc nhiệm lên thành 7 đơn vị trong mỗi quân khu. Cấu trúc chỉ huy này trái ngược với Mỹ khi các lực lượng đặc nhiệm thuộc xứ sở Cờ Hòa đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt. Người Trung Quốc rất chú trọng phong thủy. Có lẽ vì vậy mà những đội đặc nhiệm trong mỗi quân khu đều sở hữu hàng loạt cái tên rất kêu. Đại quân khu Thẩm Dương là Mãnh Hổ Đông Bắc. Đại quân khu Nam Kinh biệt danh Phi Long. Đại quân khu Bắc Kinh là Thần Kiếm Phương Đông. Dã Hổ ứng với Đại quân khu Lan Châu. Phía Nam danh xưng Kiếm Sắc Nam Quốc dành cho Đại quân khu Quảng Châu. Liệp ưng cùng Hùng ưng lần lượt là biệt danh của Đại quân khu Thành Đô và Tế Nam. Ngoài ra, Học viện Tác chiến đặc biệt được thành lập tại Quảng Châu hồi năm 2012 là cơ sở chịu trách nhiệm đào tạo những sĩ quan mới ra trường cho các đơn vị đặc nhiệm. Nhưng tự chung lại, các lực lượng này vẫn thường được biết tới nhiều nhất với biệt danh chung là Mãnh Long. Mặc dù được xem là một lực lượng chiến đấu rất mạnh, nhưng đặc nhiệm Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với một vài vấn đề nan giải. Trước tiên, đa số những người được tuyển chọn là lính nghĩa vụ, họ phải mất một thời gian đào tạo rất dài. Còn các sĩ quan khi học từ học viện xong thì lại khá trẻ và thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những người lính già đã rời hàng ngũ quay trở lại với đời sống dân sự nhiều năm. Ngoài ra còn có vấn đề về văn hóa, đó là lực lượng đặc nhiệm đòi hỏi tư duy độc đáo, sáng kiến và tính thích ứng. Những nhân tố này lại rất khó tìm thấy tại đất nước Trung Quốc, vốn vẫn mang nặng tư tưởng truyền thống. Mặt khác cũng cần biết về vai trò đặc nhiệm trong học thuyết của Bắc Kinh. Trước hết phải khẳng định một điều rằng, kiểu mẫu đặc nhiệm Trung Quốc phát triển gần giống hệt với các nước phương Tây. Giải phóng quân Trung Hoa đã lấy kinh nghiệm chinh chiến trong quá khứ để định hình nên những nhiệm vụ mà họ dự đoán sẽ triển khai. Trong một cuộc chiến thông thường thì những nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm, ngoài việc xâm nhập và phá hủy các phòng tuyến sâu trong lòng địch, thì họ còn phải đảm bảo thành công trong bất kỳ cuộc tấn công đường biển nào. Vậy kịch bản xâm lược đường biển sẽ là như thế nào? Trước hết, trước khi lực lượng xâm lược chính tấn công một hòn đảo, thì lực lượng đặc nhiệm sẽ đảm nhận việc đổ bộ lên hòn đảo này. Cũng giống như là chiến tranh đảo Falkland giữa Argentina và Anh Quốc, nơi các toán lính thuộc đặc nhiệm Không quân Hoàng gia cùng thuyền sẽ đảm nhận việc giám sát hoạt động và thời tiết của Argentina, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chính tấn công. Qua đó có thể thấy, đặc nhiệm là công cụ tốt nhất để đảm bảo cơ hội thành công cao trong cuộc chiến. Việc giám sát cũng sẽ diễn ra đồng thời với các cuộc đột kích nhằm làm suy yếu khả năng của lực lượng phòng ngự đối phương trong việc đáp trả cuộc đổ bộ lên bờ biển. Những mục tiêu lọt vào tầm ngắm của lực lượng đặc nhiệm gồm đường băng, trạm quan sát, kho đạn hay trung tâm liên lạc. Mặt khác, những đơn vị đặc biệt này sẽ sử dụng đạn dẫn đường để tấn công mục tiêu giá trị cao, gây tổn thất nặng cho hậu phương địch. Thêm nữa, SRS cũng tham gia vào tác động tâm lý chiến đấu, tài liệu của quân đội Trung Quốc cũng lột tả chi tiết cách mà SRS có thể hỗ trợ trong việc làm tan rã quyết tâm quân thù thông qua việc làm chủ phương tiện phát thanh và đài truyền hình. Những nỗ lực này cũng sẽ liên quan đến việc thực hiện chiến tranh tuyên truyền, đồng thời thiết lập các máy phát trên khắp lãnh thổ chiếm được. Khác với đơn vị đặc nhiệm thuộc Mỹ vốn chịu trách nhiệm bảo vệ những lợi ích chính quốc ở nước ngoài, nhiệm vụ chủ yếu mà lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đảm nhận là hỗ trợ hoạt động an ninh nội địa. Theo đó, quân đội Trung Quốc cùng đơn vị SRF trong lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân nước này được thành lập để xử lý những mối đe dọa an ninh ba lực lượng là khủng bố, ly khai và cực đoan. Ngoài ra, khả năng các đơn vị SRF trong lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc hiện đang chịu trách nhiệm tiến hành chiến tranh phi truyền thống và bảo vệ lợi ích quốc gia tại Đài Loan. Do Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, nên là các đơn vị SRF có thể được đối phó với những tình huống bất ngờ và hoạt động bí mật tại đây. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy các đơn vị đặc nhiệm Trung Quốc đang được chuẩn bị triển khai sứ mệnh tương tự tại Châu Phi, Trung Đông, Nam Á hay Mỹ Latin. Thay vào đó, những hoạt động này hiện đang được ưu tiên triển khai tại Đông Nam Á và Đông Á,
do sự tương đồng văn hóa cũng như mật độ xuất hiện thường xuyên của Trung Quốc tại hai khu vực này. Cho tới tận ngày nay, lực lượng quân đội Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh với khoảng 2,3 triệu binh lính cùng đội ngũ nhân viên phụ trợ đang hoạt động và 510.000 nhân viên trong các đơn vị dự bị. Trong đó, những đội đặc nhiệm chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ với vài ngàn người. Tất cả đều được trang bị vũ khí, đạn dược tốt và hiện đại nhất. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ chiến tranh hiện đại, các đơn vị đặc nhiệm Trung Quốc giờ đây cũng đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Đội ngũ chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng UAV ít tiếng ồn và kích thước nhỏ rất có ích cho những binh sĩ đặc nhiệm. Chúng dễ điều khiển và khó bị phát hiện khi đang hoạt động trên lãnh thổ đối phương. Cũng theo quan điểm của đội ngũ chuyên gia này, việc sử dụng các máy bay không người lái cho phép giảm số lượng binh sĩ đặc nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, cũng như là thời gian tìm kiếm mục tiêu, đảm bảo quan sát một khu vực rộng lớn, cung cấp chính xác các số liệu phục vụ việc điều chỉnh hỏa lực từ xa. Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc còn gây được ấn tượng mạnh trên đấu trường quốc tế. Thậm chí là các chuyên gia quân sự Nga còn phải công tâm đánh giá lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc là một cơ cấu được tổ chức tốt, có khả năng thực hiện một cách hiệu quả hàng loạt nhiệm vụ trong những cuộc xung đột vũ trang ở các cường độ khác nhau. Nhưng dĩ nhiên là hiệu quả đến đâu còn phụ thuộc vào đối phương. Nói tóm lại, lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đang càng ngày càng phát triển và hoàn thiện cả về chất lượng lẫn số lượng trong tương lai gần. Đây được dự đoán là một trong những đội quân có ảnh hưởng lớn tới tình hình quân sự trong khu vực châu Á. Như vậy là trong chuyến hành trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc. Theo các bạn, lực lượng này có xứng đáng với danh xưng Mãnh Long Phương Đông mà thiên hạ đã đồn thổi? Hãy cùng để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Đừng quên mạnh dạn góp ý về nội dung để kiến thức quân sự có thể nỗ lực cải thiện. Tất nhiên rồi, sau đây sẽ là phần được mong chờ nhất. SIS là đội đặc nhiệm đến từ quốc đảo Sương Mù. Và đáp án A, đặc nhiệm không quân Hoàng gia Anh chính là câu trả lời chính xác nhất.